Hợp lý. Vâng, cái vấn đề mà giữ lửa và ủ lửa ấy, cái này thì các bác cứ hay, thứ nhất là máy móc, hay suy nghĩ về máy móc, và đặc biệt là hay tò mò về cái ngôn ngữ gọi là ủ lửa và giữ lửa, đúng không? Rất là máy móc và hay tò mò với cái vấn đề đó, nhưng thực sự không hiểu về cái vấn đề này, thực sự là không hiểu. Đấy, bác Khang Minh nhá, em nói thẳng với bác như vậy. Khi bác hỏi câu hỏi này thì em phải nói là bác, thứ nhất là bác máy móc về cái quá trình chăm sóc chim thi đấu, thứ hai đó là bác còn rất là mù mờ về cái độ lửa của con chim, mù mờ về độ lửa. Cái quá trình giữ lửa và ủ lửa đây chính là một cái phương pháp chăm sóc và chế độ cho một con chim thi đấy. Chứ còn ủ lửa là gì? Ủ lửa là cái thời gian để cho con chim nghỉ ngơi, thời gian để cho con chim hồi phục trong quá trình thi đấu. Ví dụ như là các bác đi thi tuần này và tuần sau đi thi tiếp, đúng không? Thì tất cả những cái thời gian như vậy nó phụ thuộc vào cái chế độ chăm sóc của bác trong một năm, trong một một tuần đấy. Và thì cái giữ lửa là gì? Giữ lửa là cái chế độ chăm sóc của bác. Và ủ lửa là gì? Ủ lửa là thời gian các bác cho chim thi lại đấy. Cho nên là bác hỏi câu này thì chứng tỏ là bác đang còn rất là máy móc, và bác đang còn cái máy móc của bác nó còn chưa đi vào cái quỹ đạo, và bác đang còn hiểu nhầm về cái độ lửa của con chim đấy. Cho nên là em phải chỉnh đốn, phải phải nói rõ vấn đề như vậy. Cho nên là một con chim thi về chế độ thì các bác phải đều tay chăm sóc hàng ngày, tắm rửa hàng ngày, mồi tươi hàng ngày. Đây là cái phương pháp đều tay cho một con chim thi. Và về độ ủ lửa đó là cái độ, cái thời gian để các bác đi thi tiếp lại trong một thời gian. Tức là một con chim đi thi bình thường ấy, các bác nên cho là 2 tuần một lần, đó là thời gian tốt nhất. Tại vì con chim đi thi bây giờ nó thi đấu rất là dài, tại vì ở khu vực Việt Nam mình á, nó không như bên Thái Lan. Bên Thái Lan là người ta nuôi chim đấu thiên về giọng, và nó đấu rất ngắn, chỉ trong vòng 1 tiếng hay 1 tiếng thôi nó còn về nó để làm việc khác. Nó không như Việt Nam mình là đấu tới 2 3 tiếng đồng hồ đấy. Con chim nó mất rất là nhiều sức lực, cũng không giống như con chim ở ngoài rừng. Nói chung mà đường nó cũng chỉ đấu khoảng 15 20 phút rồi nó đi ăn đi uống, rồi một lúc sau nó mới về nó đấu lại, chứ chẳng có con chim ngoài rừng nào mà đấu 2 3 4 5 tiếng như thế các bác nhá. Cho nên là mình phải hiểu cái nguyên tắc như vậy về con chim của mình. Đi thi là mình ép nó thì đấu, và cái độ lửa nó rất là căng, cho nên thời gian đấu dài thì con chim nó về nó rất là mệt mỏi về cơ bắp, cũng như là về cái sự mà mệt mỏi thì nó sẽ bị tụt lửa lại. Cho nên các bác phải có thời gian để chăm sóc cho nó phục hồi, có thời gian để cho nó ổn định lại đấy, gọi là đấy với nó là gọi là chế độ ủ lửa và giữ lửa. Chứ còn nó chả có một cái gì gọi là ủ thế nào mà đâu, không phải là các bác cứ chùm lồng nó lại không cho nó đấu gọi là ủ lửa đâu, không phải đâu nhá. Các bác không nên hiểu lầm về cái bác nói, các bác phải rõ ràng như vậy. Để thôi một con bổi á, thì thứ nhất là anh em không nên, điều tối kỵ nhất là anh em không nên dùng cái lồng ép. À, bác nhá, em đã nói rất là nhiều lần anh em không nên dùng cái lồng ép. Lồng ép chỉ dùng cho các tiệm chim cảnh cũng như là để vận chuyển chim. Thứ nhất là nó nhỏ gọn và nó tiết kiệm được diện tích cho các tiệm chim, thì nó chỉ phù hợp với những cái tiệm chim và những người di chuyển chim, đó là những lồng ép. Còn khi mình thuần một con chim bổi thì mình không nên thuần những cái lồng ép. Thứ nhất là nó nhỏ, thứ hai nữa là con chim nó dễ bị đặt lỗi trong quá trình cái không gian nó rất là nhỏ. Tiếp theo đó là con chim nó sẽ lâu thuần, đó là những cái nhược điểm mà anh em không nên thuần nổi ở cái lồng ép anh nhé. Tiếp theo là anh em muốn thuần tốt thì anh em nên bỏ lồng lực 60 hoặc là 80, đó là những cái form lồng mà anh em thuần bổ tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì những cái lồng rộng như vậy á, là con chim nó đủ thời gian để nó xoay sở, đủ không gian để nó bay, thì trong quá trình nó bị hoảng đấy, nó không bị gò bó, thì con chim thứ nhất là con chim nó không có bị tật lỗi cũng như là nó hạn chế hơn. Tiếp theo đấy là anh em có không không gian khi anh em mà đến gần nó cũng có chỗ để nó chạy thì nó không có bị hoảng đấy. Và trong quá trình bình thuần thì mình không nên trùm kín quá, mình trùm khoảng chừng 3 mặt, mở 1 mặt để nó tiếp xúc con người mình. Tiếp theo là anh em không nên cho ăn nhiều cò cao, cho ăn khoảng chừng 5 3 con để cho nó thòm thèm, bởi vì nó là bổi anh em không nên cho ăn nhiều. Và anh em tiếp theo là anh em không nên cho ăn cắm đấu, nó sẽ hư đường ruột đấy. Có nhiều anh em về cho ăn cắm đấu thì con chim nó sẽ bức bức chim và nó lên thái độ nó đấu ngay, nhưng mà quay ngược lại thì nó khi thả lông thì con chim nó rất là nguy hiểm, nó không tốt.
Tốt nhất là anh em cứ cho ăn cám nhạt bình thường, ăn cám bổi để con chim nó hấp thụ từ từ. Bởi vì khi con chim bổi nó mới rừng về, bản chất con chim mào là một dòng ăn trái cây. Anh em cho ăn cám đấu về, ăn cám đấu về thì con chim nó hấp thụ không hết và nó đào thải ra ngoài, nó cũng bị đói bụng mà anh nhá. Em nói tiếp về cái vấn đề mà chăm vào lửa cho một chú chim á, nó rất là đơn giản, nó cũng chẳng có gì là khó cả, cái cầu kỳ đấy. Chứ còn cái điều đầu tiên anh em muốn chăm con chim tốt thì đầu tiên là anh em phải đều tay, thứ nhất là phải đều tay, thứ hai nữa anh em phải hiểu về những cái chế độ và đặc biệt là những cái thực phẩm mà anh em cho chú chim mình ăn. Ví dụ như cà rốt nó có tác dụng gì, chuối nó có tác dụng gì, táo nó có tác dụng gì, thanh long, cam nó có tác dụng gì. Điều đó mới là điều quan trọng để anh em vào lửa một chú chim nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo đó là về cái chế độ tắm nắng và tắm nước cho chú chim đó trong một giai đoạn khi mà mình vào lửa. Vậy thì anh em nên hiểu rằng cái thực phẩm tốt nhất cho chú chim ăn uống đó là gì? Đó là thành phần chuối và cám, đúng không ạ? Đây là một cái thành phần mà chú chim không thể thiếu trong quá trình chăm sóc, đặc biệt là những chú chim mà thi đấu. Chuối là gì? Chuối là một thành phần tinh bột nhiều protein thì nó sẽ làm cho con chim nó gom cơ, đặc biệt là về lâu dài con chim nó khỏe về cân cốt. Còn về cà rốt thì đó cũng là thành phần về tinh bột rất nhiều và nó làm cho con chim tốt về hệ đường ruột. Đấy, táo, thanh long và cam thì nó làm cho chú chim đó giải nhiệt. Tiếp theo đó là táo nó có tác dụng là chim dễ đi cào hơn. Đấy, cho nên là các thành phần anh em nên cho trong một tuần để cho chim thi vào lửa thì anh em cho nên chuối ăn nhiều. Tiếp theo đó là cà rốt. Còn táo, thanh long thì anh em nên cho ăn vào cuối tuần trước khi đi thi thì chú chim đó nó sẽ đi cào tốt hơn và nó trong quá trình thi đấu nó không bị bón anh em nhé. Còn chế độ phơi nắng thì anh em nên phơi nắng vào buổi chiều, anh em không nên phơi nắng vào buổi sáng khi anh em chăm lửa. Đấy, tốt nhất là anh em chăm thời gian từ 1 giờ chiều cho tới 3 giờ chiều. Đấy, và thời gian phơi nắng thì anh em không nên phơi nhiều, tốt nhất là anh em phơi từ 30 cho tới 45 phút nếu trời nắng to. Còn nếu mà nắng nhỏ nhỏ bình thường, nắng dịu ấy thì anh em nên phơi 1 tiếng, đó là đủ lửa đủ nắng cho chú chim rồi, anh em không nên phơi nhiều. Bởi vì dòng chà mào thì thực tế nó là một dòng chịu nắng rất tốt, nhưng mà ngược lại thì nó không cần phơi nắng nhiều, ok chưa ạ? Đấy, nhưng mà với điều kiện anh em phải chăm đều tay. Hai nữa là còn những cái lông sót nào á thì con chim nó sẽ rụng được và nó sẽ sạch cái lông nhanh hơn, đặc biệt là con chim nó sẽ linh hoạt. Đấy, nó sẽ linh hoạt. Cho nên anh em đừng có nghe một số người thả lực chim dài, một số anh em á là hay xem các cái người này live stream, người kia nói chim hay nói về cái vấn đề lực, tức là thả lực ta bảo là 1m2 rồi 1m5 rồi 2m. Đấy, nó không có một cái tác dụng gì đối với con chim cả. Anh em đừng có nghĩ là con chim anh em yếu rồi anh em thả lực rồi nó lên lực, không có đâu. Tôi nói thật với anh em, không có đâu. Anh em cứ nuôi con chim và anh em cảm nhận cái lời của tôi nói xem là đúng hay là sai. Anh em đừng có nghĩ là con chim mình yếu lực là mình thả lực nó lên lực đâu anh em, không phải đâu. Cái cơ địa của con chim, cái bộ khung của con chim tốt, cơ địa của con chim bản chất nó lực thì con chim nó luôn luôn lực. Đấy, còn cái cơ địa con chim nó yếu mà khung địa khung cơ không yếu thì muôn đời nó chỉ như thế thôi. Đấy, chứ còn thả lực thì nó chỉ có cái tác dụng tức là nó gom cơ ôm lông để con chim nó săn chắc. Tiếp theo đấy là nó cũng hỗ trợ một phần nhỏ về lực thôi. Đấy, nó hỗ trợ một phần nhỏ thôi chứ nó không thể thay đổi một con chim từ mà yếu lực lên lực mạnh được, không thể thay đổi được. Đấy, cho nên anh em phải hiểu về cái lồng lực nó có tác dụng gì, tức là nó chỉ làm cho con chim thoải mái gom cơ ôm lông và săn chắc là thôi, chứ còn nó không thể mà tác động 100% về cái lực con chim được anh em nhé. Cho nên là cái lồng lực dài nó không có tác dụng gì cả, nó không có tác dụng gì cả mà nó làm cho con chim hư thêm. Anh em chỉ cần tầm thả cái lồng lực tầm từ 80 phân cho tới 1 mét là hoàn thiện rồi, là ok rồi. Đấy, chứ còn anh em đừng có bảo là anh em thả lực vào rồi nó lên lực là không có đâu anh em nhé. Đừng có nên sai lầm, đừng có nghe ông này ông kia rồi nè toàn có thánh chim cả, nó thật với anh em ấy, đừng có nghe vớ vẩn. Vũ Ngọc Gia Khánh, chim bị phình lông thì xử lý thế nào? Dạ, những con chim mà bị phình lông ấy, thứ nhất là những con chim đấy bộ lông nó không được tốt và thông thường là nó bị những con chim lông dài. Thì như thế này thì khi mới xong lông thì anh nên cho tắm chanh anh nhé, anh nên cho tắm chanh đấy, hoặc là anh cho tắm muối sống cũng được, anh có thể làm bỏ một vài hộp muối sống cũng được. Còn con nào khó hơn thì anh có thể là nhỏ một vài giọt chanh vào băng tắm cho nó, một tuần anh tắm khoảng chừng 3 lần và không được duy trì lâu dài. Vũ Ngọc Gia Khánh nhá, nếu mà bác duy trì lâu dài thì con chim nó sẽ bị khô lông và bị sơ,
Đấy, cho nên là lợi bất cập hại bác nhé. Anh trai nói chuẩn quá. Ok em Phan Thanh Sự nha. Thả lực có cần phơi nắng chiều không anh? Vâng, nếu bác thả lực, bác vừa thả lực, bác vừa phơi nắng thì con chim nó rất là nhanh nha, nó nhanh đặt lửa và nó gom cơ rất là nhanh bác nhé. Vâng, chứng tỏ là con chim nó chưa hết hẳn đâu Công Tuấn nhá. Nó chưa hết hẳn tức là nó vẫn đang còn bị sổ mũi đấy. Bác nên cho uống thêm bác Công Tuấn nhá. Tại vì cái thuốc ho bên em là nó là thảo dược, cho nên là nó sẽ... Anh cho chim ăn đu đủ nhiều có ảnh hưởng gì không? Dạ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà đu đủ là thành phần nước nhiều, cho nên con chim nó không gom được và nó chậm lửa. Anh Đỗ Trọng Tú nhá. Một tuần anh chỉ nên cho ăn một lần được đu đủ được rồi. Đu đủ cũng tốt cho cái gì chậm lửa đấy, nhưng mà ăn nhiều nó lại không tốt anh nhá. Là một con chim thay lông. Đấy, nó từ con nào thì nhanh là tầm là hơn 1 tháng, gần 2 tháng. Đấy, con nào chậm là tầm 3 tháng, có con hơn. Đấy, thế nhưng mà để cho con chim mà tập lực được ấy, thời gian bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào cái cơ địa và cái tố chất của con chim. Đấy, những con chim mà hung dữ, tố chất tốt thì thông thường nó sẽ vào lửa nhanh hơn. Tức là bản chất con chim nó hung dữ. Đấy, nó đã hung dữ rồi thì nó sẽ những con chim nó rất là năng đấu và nó tự tìm kiếm đối thủ để nó chơi. Đấy, cho nên là những con chim nó vào lửa rất là nhanh. Còn có những con chim nó cũng là những con chim rất hay. Đấy, nhưng mà cơ địa của nó lại vào lửa chậm. Đặc biệt là cái chế độ anh em chăm. Đấy, thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó kết hợp lại. Thì thông thường một con chim nó vào lửa tốt nó phải bắt nguồn từ 3 tới 4 tuần bắt đầu con chim nó mới gom lửa được ạ. Chứ còn nếu mà những con chim từ khi xong lông mà tới khi vào lửa thì nó sẽ bắt nguồn từ 1 tháng cho tới gần 2 tháng anh nhá. Ok chưa bác Phương Khánh? Cho nên là mình thả lực tầm từ 3 tới 4 tuần, nhưng mà tốt nhất là nên thả tầm 4 tuần là ổn định nhất. Thứ nhất là con chim khi con chim nó mới xong lông anh em thả lực, con chim nó vận động bay nhảy nó sẽ gom cơ, nó sẽ bóp được lông. Thứ hai nữa là còn những cái lông sót nào á thì con chim nó sẽ rụng được và nó sẽ sạch cái lông nhanh hơn. Đặc biệt là con chim nó sẽ linh hoạt. Đấy, nó sẽ linh hoạt. Cho nên anh em đừng có nghe một số người thả lực chim dài. Một số anh em á là hay xem các cái người này live stream, người kia nói chim, hay nói về cái vấn đề lực, tức là thả lực ta bảo là 1m2 rồi 1m5 rồi 2m. Đấy, nó không có một cái tác dụng gì đối với con chim cả. Anh em đừng có nghĩ là con chim anh em yếu rồi anh em thả lực rồi nó lên lực, không có đâu. Tôi nói thật với anh em, không có đâu. Anh em cứ nuôi con chim và anh em cảm nhận cái lời của tôi nói xem là đúng hay là sai. Anh em đừng có nghĩ là con chim mình yếu lực là mình thả lực nó lên lực đâu anh em, không phải đâu. Cái cơ địa của con chim, cái bộ khung của con chim tốt, đấy, cơ địa của con chim bản chất nó lực ấy, thì con chim nó luôn luôn lực. Đấy, còn cái cơ địa con chim nó yếu mà khung địa khung cơ không yếu ấy, thì muôn đời nó chỉ như thế thôi. Đấy, chứ còn thả lực thì nó chỉ có cái tác dụng tức là nó gom cơ, ôm lông để con chim nó săn chắc. Tiếp theo đấy là nó cũng hỗ trợ một phần nhỏ về lực thôi. Đấy, nó hỗ trợ một phần nhỏ thôi. Chứ nó không thể thay đổi một con chim từ mà yếu lực lên lực mạnh được. Không thể thay đổi được. Đấy. Cho nên anh em phải hiểu về cái lồng lực nó có tác dụng gì. Tức là nó chỉ làm cho con chim thoải mái, gom cơ, ôm lông và săn chắc là thôi. Chứ còn nó không thể mà tác động 100% về cái lực con chim được anh em nhé. Cho nên là cái lồng lực dài nó không có tác dụng gì cả. Nó không có tác dụng gì cả mà nó làm cho con chim hư thêm. Anh em chỉ cần tầm thả cái lồng lực tầm từ 80 phân cho tới 1 mét là hoàn thiện rồi, là ok rồi. Đấy, chứ còn anh em đừng có bảo là anh em thả lực vào rồi nó lên lực là không có đâu anh em nhé. Đừng có nên sai lầm, đừng có nghe ông này ông kia rồi nè, toàn có thánh chim cả. Nó thật với anh em ấy, đừng có nghe vớ vẩn. Vũ Ngọc Gia Khánh, chim bị phình lông thì xử lý thế nào? Dạ, những con chim mà bị phình lông ấy, thứ nhất là những con chim đấy bộ lông nó không được tốt và thông thường là nó bị những con chim lông dài. Thì như thế này thì khi mới xong lông thì anh nên cho tắm chanh anh nhé, anh nên cho tắm chanh đấy, hoặc là anh cho tắm muối sống cũng được, anh có thể làm bỏ một vài hộp muối sống cũng được. Còn con nào khó hơn thì anh có thể là nhỏ một vài giọt chanh vào băng tắm cho nó, một tuần anh tắm khoảng chừng 3 lần và không được duy trì lâu dài. Vũ Ngọc Gia Khánh nhá. Nếu mà bác duy trì lâu dài thì con chim nó sẽ bị khô lông và bị sơ. Đấy, cho nên là lợi bất cập hại bác nhé.
Anh trai nói chuẩn quá. Ok em Phan Thanh Sự nha. Thả lực có cần phơi nắng chiều không anh? Vâng, nếu bác thả lực, bác vừa thả lực, bác vừa phơi nắng thì con chim nó rất là nhanh nha, nó nhanh đặt lửa và nó gom cơ rất là nhanh bác nhé. Vâng, chứng tỏ là con chim nó chưa hết hẳn đâu Công Tuấn nhá. Nó chưa hết hẳn tức là nó vẫn đang còn bị sổ mũi đấy. Bác nên cho uống thêm bác Công Tuấn nhá. Tại vì cái thuốc ho bên em nó là thảo dược, cho nên là nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho những con chim mà hệ hô hấp, cũng như là nó tăng được cái sức đề kháng của con chim và nó không ảnh hưởng gì cả bác nhá. Nên bác cứ yên tâm ạ. Anh cứ nên cho ăn thường xuyên khi mà bác thay lồng, thay bố lồng, bác đăng ngô nhá. Chứ còn không có quan trọng gì cả, 2-3 lần gì cả, cứ có lúc nào cho ăn lúc đấy. Vâng, xong lông nuôi được 60 thì nó hơi thấp, thì nó hơi ngắn. 60 chỉ dùng cho lồng dưỡng, tức là mình thuần những con bổi, hay là trong quá trình mình đi thi chim mà mình bận mình không đi thi được, thì mình thả được 60 hoặc 80 để cho con chim nó thoải mái. Bác em lên tài nhá. Tại vì sao? Tại vì một con chim thi á, cái thời gian nghỉ ngủ nghỉ của nó rất là quan trọng. Cái thời gian ngủ nghỉ nó rất là quan trọng, chứ không phải là đơn giản đâu. Kể cả con người cũng đấy, chứ nữa con chim. Và đúng rồi đấy bác, con chim khi nào? Con chim khi mà nó đạt lửa, các bác phải hiểu thế này này. Các bác muốn mua một con chim nào, muốn nuôi con chim nào thì nó cũng phải có một cái nguyên căn. Và cái gì cái nó phải thực tế. Đấy, con chim khi vào lửa là con chim bộ lông nó ôm bo lại, kể cả nó dày lông mấy bộ lông cũng ôm bo lại. Thứ hai là về cái sắc thái của con chim, cái sắc thái của con chim nó thể hiện đấy, chứ không phải là bộ lông phình 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 cứ đêm nào cũng rồi cũng mở chim ra rồi quay clip rồi thế này thế kia. Bảo tuần này thì cuối tuần đi thi đá xe đá cổ đấu trường này, em thấy các bác chứ đá không chả biết đá xe gì nữa đấy. Đó rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là các bác mua bất cứ con chim nào cũng phải nên xem kỹ càng, đặc biệt là những con chim cao tiền nên xem kỹ càng, chứ đừng vì một cái clip, đừng vì một cái thái độ tức thời, đừng vì một thái độ tức thời. Chứ còn các bác bây giờ kè chim vào thì con nào mà chả bung đuôi xẻ cánh khi mà nó có lửa, em có thấy các bác đấy, bất kể con chim nào cũng thế, kẹp chim vào phát là bung đuôi xẻ cánh thái độ ngay. Nhưng điều quan trọng rằng cái thời gian nó thái độ đó, cái thời gian nó bung đuôi xẻ cánh nó được bao lâu mới là điều quan trọng. Hay là ở nhà các bác chỉ quay được 2-3-4-5 phút rồi là thôi nó nghỉ, nó đâu có xẻ mãi được. Quan trọng nhất phải là ra giàn nhé, ra giàn. Chứ còn ở nhà thì chả nói được vấn đề gì cả. Chim trúng gió xử lý như thế nào vậy sư phụ? Dạ vâng bác Long Trinh, cái vấn đề mà chim trúng gió ấy, thì nó em đã nói rất là nhiều về cái phương pháp điều trị những con chim trúng gió. Cái này thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố, tức là mình phải bình tĩnh đấy. Chứ còn để mà anh có nhiều anh em gọi là mình lo lắng quá, hay là có nhiều anh em gọi là cái kinh nghiệm còn yếu, thì nó dẫn đến chim bị chết đấy. Đặc biệt là những chim mà bị trúng gió độc mà nó bị rớt bố đấy. Những con chim mà thông thường ấy các bác, những bị con chim mà trúng gió độc thì nó sẽ bị trong trường hợp nhiều nhất, tức là những chú chim mới xong lông, tức là nó còn yếu ấy, tức là khi bộ lông bác, các bác nuôi con chim bộ lông nó hoàn thiện và nó đang trong quá trình các bác chăm lửa, thì con chim nó đang trong quá trình mà nó nạp lửa thì nó sẽ vẫn đang còn yếu và nó chưa được căng, thì trong những cái thời điểm đấy thì con chim nó dễ bị trúng gió nhất. Đấy là thời điểm và các bác biểu hiện rõ nhất, đó là các bác những chú chim mà bị trúng gió nhẹ ấy, thì thông thường nó sẽ hay bỏ cám, nó hay bỏ cám đấy, sau đó là nó ăn trái cây và cào cào thôi, uống nước thôi, chứ nó không ăn cám nữa. Thì trong trường hợp này thì thông thường nó sẽ bị suy, sau 2-3 tháng thì nó sẽ bị chết đấy. Những con này thì em đã từng gặp rất nhiều, nhưng mà những con chim này thì các bác có nhiều, các bác ấy có đồng AV thì các bác thả vào đấy với nó với một con mái thì cũng có con nó ăn lại thì sống được. Còn có những con mà các bác bỏ vào nó không ăn bột nữa thì coi như là chú chim nó bị suy, nó chỉ ăn trái cây thôi và uống nước thôi thì nó sẽ bị chết sau 2-3 tháng. Có con chậm nhất tầm 4 tháng là nó bị chết, nó suy, nó còi ốm dần và nó xù rũ dần. Mới đầu thì nó chưa biểu hiện nhiều, nó vẫn nhanh nhẹn bình thường thế, nhưng mà về sau thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó là những con bị trúng gió nhẹ. Còn những chú chim mà bị trúng gió mạnh mà bị rớt bố ấy, thì cái cách sơ cứu cho chú chim đó nếu không kịp thời thì nó sẽ rất dễ chết đấy. Tức là khi chú chim bị trúng gió mà rớt bố thì nó bị rút cơ, thì điều đầu tiên tuyệt đối là các bác không được nên lo lắng và bắt chim. Nguyên tắc đừng có bắt chim, các bác thò ra bắt chim nên nó có hơi người, đảm bảo con chim chết ngay sau đó khoảng chừng nửa ngày.
các bác không nên bắt chim các bác nhé, đừng nên thò tay bắt chim, các bác cứ để bình tĩnh như vậy. Sau đó các bác lấy dầu ấy, các bác lấy dầu gì cũng được. Nếu như các bác có điều kiện thì các bác dùng những chai dầu miên, còn nếu như bác không có thì dùng dầu gió xanh hoặc dầu vật linh. Các bác xoa lên chiếc đũa đấy, các bác xoa lên chiếc đũa, sau rồi các bác thọc vào cái bàn chân cho nó bám, để mục đích của mình là để đưa dầu vào các bàn chân để cho nó ấm bàn chân lại bác nhé, để cho nó ấm cái bàn chân. Sau đó các bác mới ra tiệm bóng tay ấy, các bác mua cái viên xê sủi của bà bầu mà thay dùng để uống để phục hồi chức năng ấy. Đấy, cái hộp đấy nó khoảng 37.000 thôi, 35.000 thì phải. Sau đó các bác bẻ ra 1/4, các bác bỏ vào con nước kèm theo một viên vitamin B1. Đấy, các bác hòa ra cho con chim uống. Thì cái lúc đầu tiên con chim nó yếu, nó chưa uống được, các bác nên lấy cái đầu đũa ấy, các bác nhúng vào cái cống nước. Sau đó là các bác cho nhỏ vào miệng nó cho nó chíp, bắt buộc con chim nào nó chíp cả. Đó là khi con chim mà nó gần chết, nó vừa rớt bố ấy, nó gần chết thì nguyên tắc nó sẽ tìm kiếm sự sống. Các bác để vào miệng nó chíp ngay lập tức, không bao giờ phải lo lắng cả. Không có gì phải lo lắng. Đấy. Sau đó khi mà con chim nó uống cái đó vào nó rất là nhanh tỉnh, nó rất là nhanh tỉnh và nó khỏe mạnh được. Thì khoảng chừng 2 tới 3 tiếng sau các bác cố gắng theo dõi nó, từ 2 tới 3 tiếng là bắt đầu, nếu như con chim mà nó uống được nhiều ấy, mà nó chịu uống ấy, thì nó sẽ lên cầu nó đứng được. Nó sẽ lên cầu nó đứng được, chất khoát nó đứng được ngay. Đấy, sau đó là các bác lấy cái chai dầu đấy, các bác xoa hết những cái cầu con chim đậu cho em nhá. Các bác xoa vào cầu ấy cho con chim đậu để cho có dầu cho nó nóng cái bàn chân để cho nó ấm lại, để nó hoạt động. Đấy, sau đó một ngày hôm đó đầu tiên các bác cho uống cái xê sủi đó cho em. Không được cho ăn cám và chuối. Các bác có nhiều con chim nó mới yếu dậy ấy, nó mới bị trúng gió, nó mới yếu dậy, các bác cho ăn chuối là con chim thời gian nó đói mà, nó mổ bên chuối to quá, có nhiều con nó nghẹn nó cũng chết. Đấy, cho nên là các bác tuyệt đối không được cho ăn chuối nhá, cũng không cho ăn cám. Sang ngày hôm sau con chim nó khỏe mạnh bình thường lại, lúc đấy các bác mới cho trái cây hoặc cám vào cho chim ăn. Đấy, các bác khi mà cho uống cái xê sủi đó các bác đừng có lo chim chết. Bởi vì sao? Vì nguyên tắc của con chim trầm màu á, nó đói nó không chết, đói là chết nhưng khát nước là không chết. Đấy, cho nên các bác vẫn hiểu là nó uống vào nó có sức đề kháng rất tốt, và nó uống được, nó không có bị khô với cổ là không bao giờ chết được. Kể cả các bác rút bột ra, kể cả một ngày có nước cho nên nó không bao giờ chết mới nhá. Nên là các bác cứ như vậy, và khi con chim nó ăn uống được, sang ngày hôm sau ấy nó ăn uống được, thì các bác có thể là pha một ít mật ong kèm theo một ít nước ấm cho chim nó uống các bác nhé. Đây là cái cách sơ cứu những chú chim bị trúng gió. Đấy, nhưng mà cái nguy hiểm nhất đó là những chú chim mà bị trúng gió ấy, thì nó không bao giờ nó ôm bộ lông lại được bác nhé. Nó không bao giờ ôm lông được, các bác phải nuôi nó thay bộ lông đi cơ thì nó mới ôm được, chứ còn lúc mà nó bị mới bị trúng gió xong thì nó không có ôm được bác nhé. Chào anh Hùng nhé. Dầu miên là dầu miên, đó là dầu của Singapore. Dầu Singapore nó là dầu gió xanh của Singapore ấy, nhưng mà nó có hai thị trường, một loại dùng cho thị trường Singapore mà Việt Nam mình hay dùng. Đấy, một loại là dùng riêng cho thị trường Mỹ. Thì các bác nào có điều kiện ấy, các bác dùng của thị trường Mỹ ấy, nó rất là tốt. Thứ nhất là nó tỏa nó thơm lâu. Thứ hai nữa cái nồng độ nó rất là tốt, và đặc biệt là nó giữ được nguyên một ngày cho chú chim. Bác Hà Nguyễn nhé. Vũ Trọng Hiếu rất thích cách anh chia sẻ đam mê, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn bác Vũ Trọng Hiếu nhiều nhá. Cuộc sống mà anh em, mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một cái đam mê đúng không ạ? Nhưng mà anh em chúng ta có một cùng chung một cái đam mê, đó là con chim trồng màu đúng không ạ? Thì trong cuộc sống thì mỗi người mỗi kinh tế, mỗi người mỗi riêng. Có những người ta có kinh tế mà lớn thì người ta chơi những con chim thi, những con chim mà người ta đã có số má. Còn những anh em mà chúng ta là kinh tế hạn hẹp thì chúng ta phải lấy ngắn nuôi dài, tức là anh em phải gọt những con chim gọi là từ những con chim mọc này, rồi từ những con chim mọc dở, rồi từ những con chim cà phê chúng ta gọt lên để chúng ta mang cái tầm vóc gọi là hên xui đúng không ạ? Thì bên cạnh hên xui đó chúng ta phải cần phải có một kiến thức, bên cạnh đó kiến thức thì chúng ta phải có một cái kinh nghiệm cũng như là cái chế độ phù hợp để cho con chim nó chơi tốt được đúng không? Đấy, cho nên là anh em chúng ta thì ai cũng khó khăn cả đúng không? Ai cũng nuôi vợ nuôi con, nhưng mà mình không có về vật chất, không có về kinh tế để mình cho nhau, cho tặng nhau được, thì mình chỉ có cho nhau những cái kinh nghiệm của cuộc sống, những cái kinh nghiệm của sự đam mê đúng không ạ? Đang rớt lông 70%, ngừng một tháng rồi không rớt phải làm sao nhờ? Dạ, những đừng có lo nha, có nhiều con là cả hơn cả tháng ấy, không có lo đâu. Thế nhưng mà những con chim mà đúng nguyên tắc ấy, đúng nguyên tắc mà nó đã đổ khoảng 70% rồi thì nó không có đổ nhiều nữa anh, tức là nó đổ sẽ đổ những cái lông sót lại thôi
anh nhé, đừng có hoang mang gì cả, từ từ nó đổ lại, anh cứ nuôi chế độ lông bình thường. Dưới râu hay dụ mình khắc phục như thế nào được anh? Những con chim mà các bác nuôi hay chim hay dụ mình ấy, thì bất kể một con chim nào đi thi đấu nó cũng dụ mình cả. Không có một con chim nào mà trong quá trình đấu nó không dụ mình, có cái là nó dụ nhiều và dụ ít. Đấy, thì thông thường những con chim mà dụ mình ấy, thông thường là nó dụ khi mà con chim đấu dụ mình, tức là nó đã xuống lực. Nó xuống lực tức là con chim lúc đấy thể lực nó đã suy giảm trong quá trình thi đấu. Đấy, thì các bác phải nên hiểu như vậy. Mà tiếp theo đó là những con chim mà đang đấu mà nó đứng lại nó dụ nó chạy liền ấy, tức là những con chim nó đấu quá nhiệt, nó đấu nhanh, cho nên nó dụ mình để nó chỉnh sửa bộ lông lại, thì cái này nó không có nguy hiểm bác nhá. Nó rất đơn giản mà không có gì là khó cả. Miền Bắc đang 10 độ, thứ bảy đi thi mà chim để trong nhà mất bộ, vậy theo anh có nên cho đi thi không? Cái này nó không có, nó rất nhiều cái căn cứ Bắc Nhật Dương ạ. Cái này nó rất rất nhiều cái căn cứ đấy. Cái thứ nhất là thời tiết lạnh thì bất kể con chim nào nó cũng xù cả, bất kể con chim nào, kể cả những con chim có lửa luôn đấy, đảm bảo bác luôn. Tại vì khi mà thời tiết xuống thấp thì bắt buộc con chim nó phải xù lông ra để nó giữ nhiệt, đặc biệt là nó bộ lông nó xù ra để nó giữ ấm cho cơ thể. Đó là nguyên tắc bất kể chim nào. Thế nhưng mà cái quan trọng là con chim của bác nó có ổn định lửa hay là không, cái điều đó mới quan trọng. Chứ còn con chim ở trong nhà nó xù và ra ngoài nó gặp chim nó bóp chim nó đấu là chuyện bình thường. Quan trọng nhất là con chim của bác nó có lửa hay không, nó bác nuôi nó đã căng lửa hay chưa. Chứ còn cái thời tiết lạnh thì con chim nào căng lửa hay không căng lửa thì ở nhà trong nhà nó cũng xù cả, không con chim nó căng lửa không xù. Kể cả các bác nuôi căng bao nhiêu đi nữa mà nó ở nhà nó chỉ cần lùng sục nó đấu mã thì nó cũng tới lúc mà nó chững con chim lại thì cũng phải xù lông ra thôi, chứ chẳng con chim nào mà các bác nuôi căng lửa mà ở nhà nó lùng sục mít. Tại vì nó tùy thuộc vào cái tính nết của con chim. Có rất nhiều con chim kể cả trời thời tiết nắng mà ở nhà nó sụp mũ nó đứng cục thế nhưng mà ra nhà nó vẫn chơi. Cho nên là cái này nó không có căn cứ và nó không có nguyên hiểu gì, nó không chẳng có vấn đề gì cả bác nhá. Quan trọng bác nuôi nó phải căng lửa cơ. Chứ còn vấn đề mà thời tiết lạnh hay là như thế nào nó xù không dù thì không quan trọng. Trời lạnh muốn chim khỏe cần làm gì không anh Hoa Lan Lâm Hoàng? Vâng, thời tiết lạnh ấy, các bác chăm chim thì cái này cái chế độ thì nó tùy thuộc vào cái chế độ chăm sóc của từng hãng cám. Đấy, các bác chăm sóc chim thì các bác nên hiểu về cái cám đó. Đấy, chứ còn nếu các bác nào mà đang dùng cám Nam Đà Nẵng giống như em ấy, hiện tại thì em đang còn nuôi cám Nam Đà Nẵng, thì các bác nào mà đang dùng được cám Nam thì các bác nên hạn chế bớt trái cây bác nhá. Nên hạn chế bớt trái cây. Chim trúng gió phơi nắng có được không chị Vũ? Dạ được bác Đồng Tinh, nhưng với điều kiện đến lúc mà con chim nó trúng gió mà nó phải khỏe mạnh lại cơ. Thì nó phơi nắng bình thường không sao cả nhá. Chào em trai Hùng Chim nhá. Thanh Trí, chim không chịu tắm thì làm sao anh? Anh thật với Trí chứ con chim nào nó không tắm cả. Thế nhưng mà những con chim mà nó đã không chịu tắm ấy thì tất nhiên nó sẽ có nguyên nhân. Đấy, và nó tùy thuộc vào cái tính nết của những chú chim. Đấy, những chú chim mà nó đã nhát tắm thì nó có nhiều nguyên nhân này. Em đổ nhiều nước quá, nó ngợp, nó cũng không chịu tắm. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái vị trí của chú em tắm ấy, nó có một cái gì đó xung quanh đó nó sợ, nó không tắm. Đấy, và cái tiếp theo nữa là chú chim đó nó cơ địa nó yếu. Cơ địa nó yếu, đặc biệt là những chú chim mà nó thay lông nó yếu chim ấy, là nó bỏ tắm một thời gian. Sau đó khi mà con chim nó kể cả nó gần hoàn thiện bộ lông, tới khi nó hoàn thiện lông nó vẫn chưa chịu tắm. Nhưng mà những chú chim đó, đặc biệt một câu quan trọng nhất là em nuôi nó chưa căng lửa. Dứt khoát là nó chưa, em nuôi nó chưa có lửa, Thành Trí nhá, nó còn yếu. Đấy, em cứ nuôi nó có lửa, nó căng lại. Đấy chưa, là nó sẽ tắm ngay nếu như chú chim đã tắm rồi. Chứ còn có rất nhiều chú chim mà mình nuôi lúc mà nó ổn định lửa nó tắm, lúc mà nó thay lông nó không tắm, nó bỏ tắm một thời gian kể cả 5 tháng bình thường chứ. Nhưng mà sau nó tắm lại bình thường, nuôi căng lửa là nó tắm lại ngay. Chim phân ướt muốn phân khô cần đổi cám hay làm gì? Vâng, bác nên kiểm tra xem là nó không hợp cám mà nó bị đau bụng, bác Hoa Lan Lâm Hoàng nhé. Chứ còn không cần đổi cám đâu ạ. Chào bác Hiền Trần. Chào năm mới anh Phan nhé. Chim già nhìn chân nhiều con không chuẩn lắm đúng không anh? Anh chỉ cách chọn chim già dễ nhất ra anh. Đúng rồi bác Đình Tú, chính xác. Có một số ông là nhìn chim mà nhìn chân có già hay là non bậy nhá. Em chỉ nói với các bác này, giữa một con chim má lỡ và một con chim má trắng, thấy chưa? Má trắng thì con chim mà chim tơ ấy,
tức là nó mới biết truyền đấy, đấy mà nó chưa có tách đỏ thì đó là những con chim má trắng. Và những con chim lỡ là gì? Những chim lỡ là tức là những con chim gọi là mới có một năm rừng, bắt đầu nó ra luôn phun tách đỏ này đấy. Thì những con chim mà má lỡ ấy, thì các bác nuôi chim nó rất là nhanh thuần nhá, rất nhanh thuần, chỉ cần vài ba tháng là con chim nó đứng lồng ngay. Nếu như một số anh em mà có tay sát chim đấy, tầm vài ba tháng là nó đứng lồng ngay, dạn ý hót ầm ầm ngay, có thể đấu được ngay đấy, đấu được ngay, có cái này nó chưa bền thôi đấy. Còn một số anh má trắng ấy, má trắng thì nó lại nhìn thì nó non chim hơn đấy, em thấy các bác ấy, má trắng thì nhìn nó non chim hơn nhưng mà thuần nó lại khó hơn, và đặc biệt là rất khó đứng lồng đấy, rất là khó đứng lồng đấy. Một cái tiếp theo nữa là hiểu nhầm giữa con chim má trắng, các bác nhìn, các bác có nhiều khi các bác nuôi cũng là tầm năm mấy hai năm mà các bác không bao giờ phát hiện ra đó là con chim già, và đôi khi nhiều bác còn nhầm lẫn nữa cơ, bởi vì nó vẫn tông đùng 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 đấy, nó vẫn tông lồng thế, tại vì em đã từng cầm rất nhiều con chim như thế mà không phải không. Thế nên là những con chim đó một số ông là nhìn bộ chân là không bao giờ biết được, phải nhìn qua khuôn mặt nó nhá, phải nhìn qua khuôn mặt nó. Em đố ông nào mà cầm con chim tơ, chim chim mái trắng lên mà nhìn bộ mặt nó khác với con chim già rừng đấy, các bác không tin em nhá. Các bác muốn biết mà em nói có chính xác hay không ấy, các bác cứ cầm một con chim già rừng, các bác hỏi lục thủ ấy nhá. Các bác mà quen một ông lục thủ nào, người ta đánh chim người ta sẽ biết là con chim già. Đấy, nhiều khi em nói thì các bác bảo là khó hình dung, nhưng mà đúng là khó hình dung thật. Đấy, các bác thứ nhất là các bác cứ bảo một ông đánh chim mà các bác quen bán cho một con chim không cần tố chất nhưng mà già thôi. Đó, sau đó các bác cầm một con chim má trắng hoặc má lỡ lên, các bác so sánh, các bác nhìn khuôn mặt, các bác nhìn vào biết ngay lập tức liền, không cần nói nhiều, không cần nói nhiều các bác nhé. Và hiện tại bây giờ một số ông bán chim, hiện tại ấy, bây giờ luôn đấy, một số ông bán chim là hoàn toàn bán chim lỡ lên, hoàn toàn bán chim lỡ lên, rất ít những con chim chim già đấy, rất ít những con chim già. Tại vì sao? Những con chim có tuổi lồng tuổi rừng non rất nhanh chơi, nhanh hót và nhanh bao ra bóng bộ thì người ta bán chim nó rất là nhanh. Và có một số anh em mua chim qua mạng, mua chim qua clip là hoàn toàn là bắt chim qua những cái bộ dạng, qua thái độ, và khi con chim nó đã hình bộ đấu, đúng không? Còn những con chim bộ già, em nói các bác á, các bác nuôi tầm lửa làm, em đố các bác nó ra bộ các bác chơi đấy. Em dám cam kết với các bác đấy, ông nào mà cầm con chim già rừng mà các bác nuôi nửa năm mà nó ra hình bộ mà ngon lành giống như con chim tơ lên á, em gọi các bác bằng cụ. Chứ đừng có nói mà bảo là con chim mà bảo là 4 năm tháng để thi đâu. Em nói thật, một con chim các bác không tin, ở trên đây một số ông lục thủ đang xem này, những con chim già rừng ấy, các bác nuôi cho em tầm 2 tháng mà nó ra giọng cho em là quá may mắn. Đấy là con chim cực kỳ hung, cực kỳ nhạy bén, 2 tháng mà ra giọng được. Đấy, đó là còn chưa kể là nó ra giọng cái kiểu là ra sợ sệt ấy. À, ra còn là giọng 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 kiểu là giọng đơn 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 thôi, chứ chưa phải là nó ron hót hết tông của nó đâu. Đấy, thế em nói thật. Cho nên là các bác cứ nhìn cái khuôn mặt của nó là các bác biết rõ nhất một con chim già hay là chim non nhé. Chào bác Công Minh nhá, em thấy có bác Công Minh rồi. Đấy, các bác nhìn không có con chim non nào mà mặt mũi nó râu ria xồm xòa được, chả có con chim non nào thế được. Anh nói quá hay, ok bác Mai Quốc Mai Văn, chả có con chim non nào mà mặt mũi nó xồm xòa, đặc biệt là cái bộ cằm đó này nhá, bộ cằm. Con chim già nhìn khuôn mặt nó già, nó gần gáo, nó nhìn nó cái mặt nó dữ dợn, nó nhìn nó ghê hơn chứ. Làm sao mà nói được, các bác cứ bắt một con chim tơ với một con chim già rừng, các bác không cần tố chất đâu. Các bác muốn phân biệt, em nó từng gọi là thời trước nhá, khi mà em phân biệt mái trống ấy, em nó từng phải bỏ tiền ra em mua 16 con chim mái về em xem, chứ không phải ít đâu, 16 chim mái về để em phân biệt. Cho nên không phải là dễ gì đâu, cho nên các bác đừng có bảo là cứ vừa chim mái đâu. Một số ông đừng có nghĩ như vậy, chim trống vẫn có chim giọng mái bình thường, nhưng mà quan trọng các bác phải nhìn qua nhân tướng của nó. Vậy mà em cứ nghĩ xem con chim già hay không là nhìn bộ chân, chứ không phải đã bộ trụ, đừng có nhìn bộ chân nhé. Chân nó không nói được vấn đề đâu, cũng có nhiều con các bác cũng có nhiều con chim á, tức là nó thổ lộ ra ngoài, tức là qua bộ chân, nhưng mà cũng có nhiều con nó không như thế. Con già rừng có con mồi già 4 vụ rồi mà nó vẫn nhát như giặc, treo lên bỏ tay nó hót cả ngày. Đúng rồi đấy bác Vi Quốc Khánh,
mồi nó có nhiều kiểu mồi lắm chứ không phải đơn giản đâu, nhiều cũng có rất nhiều kiểu mồi lắm. Cho nên là các bác tại vì sao, tại vì những cái người ta buôn bán chim là người ta phải cần bán chim rất nhanh, phải chim gần được bao nhiêu, tại vì đó là cái nghề của họ mà, nghề của họ người ta phải bán chim nhanh. Cho nên những con chim bổ già thì nó rất là khó bán, tại vì những con chim đó nó cứ tông đùng đùng thế, nó cứ sụp mũ, nó tông đùng đùng thế, nó đâu có ra tướng nó bộ đâu, đúng không? Chỉ những con chim mà tơ, chim chim lỡ lên đấy là nó nhanh dạng, thì những con chim đó các bác kẹp chim vào nó ra bộ ra dạng nó đấu ngay đấy, thì nó dễ bán hơn. Các bác nhìn vào đập vào mắt nó, ui con chim này bộ hình đẹp quá, thái độ này ngon lành, múc ngay, múc về đâu chơi được, đúng không? Nên là cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tại vì sao? Tại vì cái tâm lý các bác mua con chim là vài ba bốn năm triệu thì cái đời sống kinh tế và cái mức độ cái sống các bác bây giờ nó quá cao, đâm ra cái đồng tiền bây giờ thì gọi là triệu mấy hai triệu thì cũng chả đáng vấn đề gì. Nếu cứ mua đại đại về có nhiều con chơi được thì cũng chẳng sao, mà không chơi được thì coi như triệu mấy mình bỏ kiểu thế. Cho nên là đôi khi các bác là mua về cho thật nhiều nhưng mà cuối cùng chả có con nào chơi được cả. Có con nào mà may mắn lắm thì cũng ra dàn là nhứ đấu được cỡ 10-15 phút rồi cuối cùng lại bỏ, không chơi được. Đấy. Cho nên là không dễ như cả một con chim bổ già để chơi đâu, không dễ đâu. Tất nhiên những con chim tơ, chim con lên thì nó vẫn là cũng vẫn có những con chim hay. Nhưng mà thứ nhất là xác suất nó rất là thấp. Thứ hai nữa là nó không có ổn định cao. Những con chim tơ, những con chim ăn lỡ ấy thì nó vẫn có những con chim hay. Có khi nó chơi khủng khiếp lắm, nó chơi kinh khủng. Nhưng mà nó khi nó không chơi rồi thì các bác cứ nghĩ đi, giống y như là một cái quấn cái chăn vào mền vào người nó, rồi là giống y đứa trẻ con ấy, rất là bực mình. Mà khi nó chơi rất là khủng khiếp, chơi dễ sợ lắm. Cái này là có. Cái này á, em nói các bác là không phải là chính xác 100%. Thế nhưng nó có rất nhiều cái yếu tố để con chim nó ra một cái giọng bồn lau. Và thông thường thì 9%, thông thường nhá, không phải là chính xác 100%, nhưng thông thường là 9% đó là chim tơ lên học giọng mà ra cái giọng tầm bậy đấy. Còn những con chim già rừng ấy, nó chỉ có hai yếu tố thôi các bác nhá. Con chim già rừng nó chỉ có hai yếu tố. Một, nếu như yếu lửa nhá, thì nó có thể quýt view, nó có thể gọi giọng bậy nếu yếu lửa, đặc biệt là khi con chim thay lông đấy, thay lông nó có thể là quick view, nó có thể giọng bài. Nhưng không phải con nào cũng vậy, có những con chim già rừng yếu lửa nó chả bao giờ quick view, không bao giờ có giọng bài, nhưng một khi mà nó hót lên là đúng giọng của nó đấy. Thứ hai là những con chim mà già rừng thì các bác có nuôi muôn đời có như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ mất được cái tông của nó ở vùng miền của nó, không bao giờ. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, tức là những con chim thực sự mà nó nhạy bén và có một cái tố chất khẳng định, tức là trong quá trình con chim các bác nuôi cùng một phòng, cùng một nhà, cùng một phòng, và trong trường hợp mà các bác nuôi con chim mà cái khoảng cách các bác móc lồng chim ấy, hay chưa, mà vô tình nó đúng và phù hợp của những cái chú chim trong phòng của bác ấy, khi con chim nó bắt đầu nạp lửa, thấy chưa? Tức là khi con chim các bác mà nuôi hoàn thiện bộ lông mà bắt đầu nạp lửa ấy, các bác móc trong phòng ấy, các bác để ý các bác, đặc biệt là buổi trưa. Thứ hai, sang đầu giờ chiều, cái tầm khoảng chừng 2-3 giờ. Đấy, các bác móc chim trong phòng, các bác thấy nó hót chuyện ấy. Đấy. Mục đích của con chim hót chuyện là gì? Đấy là khi con chim hót chuyện là khi con chim bắt đầu nạp lửa và học giọng của nhau. Đấy, học giọng của nhau. Thế cho nên là các bác để ý, có những con chim rất già rừng nhưng khi đấu dàn hay là các bác kẹp bộ solo với nhau ấy, nó đấu một khoảng chừng 5-3 phút là con chim ở bên hót giọng gì thì nó hót y giọng như vậy để nó đè giọng. Đấy là con chim cực kỳ hay và tố chất. Đấy, những con chim đấy chính xác là những con chim tố chất và đáng để các bác gọi. Đấy, nhưng cũng có những con chim mà nó cũng là hót chuyện nhưng nó không học giọng, nó chỉ là nó nạp lửa thôi. Khi ra tông đấu nó tông đống y như vậy luôn, không bao giờ nó lệch giọng với một bất kỳ nhóm nào. Cho nên những con chim già rừng mà để mà nói lạc tông là hầu như là không có. Chỉ có những con mà cái hợp thứ nhất đó là em nói là đè giọng đấy, hót chuyện với nhau để học giọng nhau, để đè giọng nhau ấy,
là có, nhưng trường hợp này nó rất là hy hữu. 100 con chim thì may ra chỉ có 1 tới 2 con chim nó nằm trong cái trường hợp đó. Còn nếu con chim mà kêu tầm bậy tầm bạ là hoàn toàn chim lỡ lên nhá. Hoàn toàn chim lỡ lên. Ok cho bác Minh Trần. Em cảm ơn bác, chuẩn là chim mua mạng anh ạ. À. Đấy, em tại vì sao? Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ một số ông bán chim là quảng cáo ghê quá. Đồng ý. Thì em nói thật với các bác thế này. Buôn bán. Buôn bán, đúng không? Cất bất kể là buôn bán cái vấn đề gì, không ai cấm các bác quảng cáo, đúng không? Nhưng mà ở mức độ vừa phải, đúng không? Mức độ vừa phải. Thế bây giờ là một số ông bán chim á, con nào cũng VIP cả, con nào cũng ghê gớm cả. Đấy, con nào cũng VIP, con nào cũng ghê gớm, con nào cũng hay lắm. Thế cái cuối cùng con nào dở? Chả con nào dở cả, đúng không? Đấy, con chim, em có nhiều con chim em thấy gọi là đôi khi mình nói thì mình lại nói xấu họ. Em thấy các bác ấy, đôi khi mình nói ra thì nó lại nói xấu họ. Tại vì em này em rất là ngại về cái vấn đề mà phân tích về chim. Đấy, tại vì công việc người ta buôn bán mà. Mình nói thì đôi khi thì mình nói là mình lại dìm hàng họ. Rồi là người ta lại cay cú với mình. Rồi là đâm ra thù hằn rồi chút oán. Nó không hay. Thế nhưng mà con nào thì cũng VIP. Con nào cũng ghê gớm. Đấy. Thế nhưng mà bên cạnh cái VIP, bên cạnh cái ghê gớm đấy, cuối cùng là toàn có những anh em nghệ nhân đam mê là phải gánh chịu. Gánh chịu. Đấy. Em có thật các bác ấy, toàn có những người gánh chịu không? Tại vì sao? Tại vì người ta biết cái tâm lý các bác. Người ta biết. Thứ nhất là những con chim mà đối với các bác vài ba triệu thì nó chẳng đáng cái gì cả. Nó không đáng cái gì cả. Đôi khi các bác có kinh tế cơ, có nhiều kinh tế, các bác rất là cứng. Thì có con chim đố, con chim bổi vài ba triệu, coi như các bác mua về chơi được không chơi thì bỏ. Đấy, chả đáng cái gì cả. Thế thì em nói thật các bác chứ, thời buổi bây giờ thì làm gì còn có chim hay giá rẻ. Không còn chim hay giá rẻ được. Đấy, rồi em thấy con thật các bác chứ, có nhiều các bác mua con chim mà em thấy rất nực cười. Đấy, em nhìn con chim là em biết những con chim này các bác chăm sóc là sao. Tại vì em đã từng trải qua rồi, từng vấp phải những con chim đó rồi. Và em nhìn lại là em đã hình dung được ngay. Đấy, em nhìn lại hình dung được ngay. Đấy, mà em thấy con chim là chả có cái gì cả. Gọi là các bác, bây giờ các bác mấp phải thì cũng y như một thời xưa. Đấy, cũng một thời gọi là đi cúng cơm thiên hạ. Thế nhưng mà cả thời buổi bây giờ người ta buôn bán người ta có rất là hay. Thời buổi bây giờ thì một số anh em buôn bán chim rất là hay. Tức là người ta vẫn có những người ta gọi là cho các bác đồ trả, nhưng phải mất phí. Đấy. Vậy thì có những người ta bán được con chim mà bán tới 5 lần vẫn có lời. 5 lần vẫn có lời. Tức là ví dụ như người ta bán cho các bác những con chim phải là vẫn chơi được, nhưng không phải là con chim tố chất, vẫn chơi được. Nhưng mà trong con chim đó nó có rất nhiều cái mà nó không phù hợp với một cái tiêu chí thi, với một cái tiêu chí gọi là để đi xa, đi sâu. Các bác mua về, các bác nuôi cả tầm nửa tháng hay một tháng, các bác không thích, các bác bảo anh yêu chăm đổi con khác cho em, thì các bác đổi lại thì phải mất phí, đúng không? Ví dụ như các bác mua 10 triệu thì em đảm bảo với các bác là tối thiểu nhất các bác cũng phải là mất là từ 2 cho tới 3 triệu. Đúng không? Và thì những con chim đấy, cái người ta mua chim vào để người ta bán thì làm gì người ta bán từng người ta mua tới 10 triệu, đúng không? Người ta phải mua giá thấp hơn, có thể là 5 triệu, 6 triệu, có thể là 7 triệu, người ta bán 10 triệu, đúng không? Và thì 5 lần như vậy là người ta lời được con chim rồi, đúng không? Và thì đâu mất lòng ai, các bác cũng đổi trả được chim mà các bác gọi là mất phí, thì cái mất phí thì các bác cũng phải chấp nhận, đúng không ạ? Chấp nhận. Cho nên là các bác không thể bóc phốt họ được, không bóc phốt được, tại vì người ta chấp nhận cho bác đổi trả, mà đổi trả mất phí mà, đúng không? Cho nên là cái cách làm ăn buôn bán bây giờ nó rất là hay. Đâm ra nhưng mà cái khổ cái đây này này, các bác đổi càng nhiều thì lại càng tốn tiền, mà đâm ra những cái tiền phí các bác đổi ấy, 10 con chim là các bác mua được con chim đi thi luôn, đấu giàn được luôn, mua tại giàn luôn, đúng không? Các bác cứ để ý đi, các bác mua 10 con chim là các cái tiền phí các bác là mất 20 triệu rồi, đúng không? Các bác cứ để ý đi, 10 con chim các bác mất 20 triệu, có phải là 20 triệu đấy các bác mua con chim đi thi không? Đấy, cho nên là tất cả mọi thứ là đều nghệ nhân đam mê là người chịu hết nhé, là người chịu hết. Cảm ơn bác Minh Khang nhé.
Đức Bằng lại bác Nguyễn Phạm Vi Vũ. Câu hỏi rất là hay mà hầu như là bây giờ anh em rất là phân vân giữa cái vấn đề này, phải không ạ? Cho mình hỏi một con chim đi cà phê với một con chim thi đi dàn thì nuôi khác nhau chỗ nào bạn? Cho mình một lời khuyên. Và hôm nay thì lâu lắm rồi mới có một cái câu hỏi mà một con người có cái sự tìm tòi, học hỏi về cái vấn đề này. Và em cũng đã từng nghe rất là nhiều người nói, và cũng đã từng nghe một số người là chia sẻ lại cho anh em mới chơi về chăm một con chim đi cà phê mà một con chim đi thi. Em đã từng nghe, tức là cái người ta đã chia sẻ đấy, tức là truyền lửa đam mê đấy, nhưng mà người ta truyền lửa không đúng. Với cá nhân em là không đúng, thứ nhất là không đúng, thứ hai là truyền lửa sai về cái quy tắc nuôi một con chim đi cà phê và một con chim đi thi. Đấy, em nói thẳng luôn, những người đấy là người truyền lửa sai. Tại vì thứ nhất đây này này, em có từng nghe là có những người bảo là nuôi con chim đi dàn cà phê với nuôi chim đi thi là nuôi giống nhau. Em thì bác mấy ông đấy là mấy ông tầm bậy. Em nói thẳng luôn, tầm bậy. Tại vì sao? Một con chim đi dàn cà phê và một con chim đi thi, về nguyên tắc thì nó đều là một con chim đấu dàn. Nó là một cái điểm chung, điểm chung đó là về nguyên tắc, đó là đều là một con chim đấu dàn cả. Tức là đi cà phê hay đi thi nó cũng đều là đấu dàn. Đấy, nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác là con chim đi cà phê thì nó không có chịu áp lực nhiều. Bởi vì con chim cà phê thì nó sẽ có một con chim mạnh, có con chim yếu, có con chim chơi và có con chim không chơi. Thì con chim nó sẽ tự dạn dĩ và nó đấu sẽ tốt hơn. Đấy, nhưng một con chim thi thì nó sẽ đậy hội tụ những yếu tố bản lĩnh, tố chất và sự gan lì, đặc biệt là áp lực của những chú chim đấu dàn. Tại vì đã đi thi thì bắt buộc một chú chim nào cũng phải đấu cả, yếu là phải xuống rồi. Cho nên là những chú chim mà yếu không chơi á, là tổng tài nó hạ rồi. Thế cho nên là đã đi thi là bắt buộc con chim nào cũng phải đấu, nó không như con chim cà phê, đúng không ạ? Con chim cà phê thì có thể là không chơi hay chơi yếu, chim mạnh thì cũng là nằm ở trên dàn, chẳng ai hạ cả mà cũng chẳng ai dời cả, đúng không ạ? Chỉ có khi nào chủ nhân tự ra dời thì ưng dời thì dời. Cho nên là đó là một điều chung là chú chim nó đều phải đấu dàn đó, nhưng khác nhau về cái áp lực, về cái tố chất, về cái bản lĩnh, đó là rất khác nhau. Tiếp theo đó là các bác thêm biết là có rất nhiều những con chim đánh cà phê rất hay nhưng đi thi không được. Đấy, bác gặp rất nhiều đi thi rất hay. Cho nên những cái ông mà nói một con chim đi thi và con chim cà phê là giống nhau á, là những đấy là không hiểu biết từ chim. Nói thẳng không hiểu biết gì về chim cả, mà nói theo cái kiểu gọi là nói cho có chuyện, nói cho nó gọi là để cho gọi là những người không biết thôi. Em thật nói cho người không biết thôi, chứ gặp em mà xin lỗi. Đấy, đó là đội khác nhau. Và tiếp theo nữa đó là về cái chế độ chăm. Đấy, về chế độ chăm nó lại còn khác nhau nữa nha. Các bác phải nên nhớ này, các bác chăm một con chim đi cà phê thì các bác có thể chăm theo ý các bác được, và các bác có thể chăm theo chế độ parem được. Tức là các bác nuôi 5 con chim thì hôm nay các bác cho ăn táo cả, ngày mai các bác cho ăn chuối cả, và hôm nay có cầu cào thì chia đều cả. Đó là các bác có thể chăm con chim đi cà phê. Đó, tức là khi các bác chăm con chim đi cà phê thì con chim cà phê có thể là theo ý kiến các bác và theo chế độ của bác. Nhưng các bác đã chăm con chim đi thi thì các bác phải theo nó. Đấy là nguyên tắc. Tại vì mỗi có một con chim, mỗi một tính nết. Và khi các bác chăm đúng một con chim thi mà theo đúng cái bản năng của nó, đúng cái sở thích của nó và đúng cái độ lượng của nó thì nó mới chơi, đúng không ạ? Thế cho nên là các bác nên biết rằng có rất nhiều anh em chăm chim rất tốt nhưng con chim không chơi, và kể cả có chơi cũng chơi không đạt. Đó là vì nguyên nhân chăm nhưng mà chăm không đúng, nó không đúng với cái cơ địa của con chim đó, cái chế độ của con chim nó cần thiết thì nó cũng không chơi, mà kể cả nó có chơi nó cũng chơi không đạt. Đấy, chứ không phải là các bác ưng chăm thế nào là chăm đâu, hay là con chim nào cũng chăm thế nào cả. Và cá nhân em đã từng nghe một số người anh em gọi là chuyên lửa bảo là con chim cà phê với chim đi thi là chăm như nhau. Đồng ý là đều phải chăm nhưng mà khác nhau các bác nhé. Các bác có thể lấy công thức, thấy chưa, các bác có thể lấy công thức, lấy sự tư duy của một con chim thi các bác chăm con chim cà phê được, nhưng các bác không thể lấy cái chế độ, những cái tư duy, những cái kinh nghiệm của con chim cà phê để chăm con chim thi được, hoàn toàn sai.
À, tại vì con chim thi nó không như con chim cà phê. Thấy chưa? Tại vì một con chim thi các bác thấy là con chim thi các bác cần phải độ lửa căng, lực tốt, bản lĩnh tốt. Thấy chưa? Còn con chim cà phê là không cần như vậy. Thấy chưa? Không cần như vậy, các bác cứ chăm đúng barem ổn định, con chim nó đạt tiêu chuẩn là nó đấu. Tại vì nó không như con chim đi thi. Tại vì đấy là còn chưa kể nhá, các bác thấy là con chim thi nó đứng với đối thủ này khác, nó đứng với đối thủ kia khác, nó chịu rất nhiều áp lực. Cho nên các bác đừng có nói là chăm con chim cà phê với con chim thi giống nhau đâu, khác nhau đấy các bác ạ. Cho nên các bác chỉ áp dụng chế độ chim thi cho chim cà phê được, nhưng các bác không thể áp dụng chế độ của chim cà phê để nuôi chim thi được, không được. Tại vì ví dụ một con chim thi của các bác nó thích ăn táo đi, ví dụ như vậy, mà các bác cứ cắm chuối cho nó ăn thì làm sao được? Đồng ý các bác vẫn chăm, vẫn có hoa quả, đúng không ạ? Nhưng các bác cứ cắm chuối nó ăn thì không thể ok được, đúng không? Hoặc là nếu như các bác con chim thích ăn táo mà các bác cứ cắm chuối cũng không được, đúng không? Cho nên là con chim các bác phải hiểu, chăm con chim nhưng mà hiểu con chim thì con chim mới thi được, mới ok được. Ok chưa bác Phạm Vi Vũ ơi? Đây là em trả lời rất thật lòng đấy, chứ không phải là không đâu. Cho nên là các bác đừng có nghĩ là chăm một con chim thi là giống như chăm chim cà phê, không phải đâu. Nghe nhiều ông truyền lửa là bảo là chăm như nhau, nói phép, nói bậy, không đúng. Mà chăm như vậy là chỉ những người là không bao giờ có cái tư duy, không bao giờ có cái chim hay để chơi được. Mà đặc biệt đi thi thì cũng chỉ là có giỏi lắm thì ăn cái tốt, bắt đầu về nó vớ nó vẩn thì có. Anh chăm thi suốt vậy thì lấy đâu ra thời gian mà chăm chim vậy anh? Bác Dương Minh Tuấn. Cái quan trọng á, em có thể các bác này, để mà chăm con chim thì không tốn nhiều thời gian. Đấy em có thể. Các bác một ngày á, các bác chăm con chim đúng không? Một chim thi các bác tốn giỏi lắm 2 tiếng đồng hồ. Mà 2 tiếng đó là hoàn toàn vào buổi trưa. Đấy. Chứ còn em có thể các bác, các bác có chăm chơi cái nữa mà con chim không có tố chất, không có bản lĩnh thì các bác có cho ăn chi nó cũng không chơi. Có thì không bao giờ chơi được. Tại vì con chim dở quá, không hay. Thì không làm sao chơi được. Cái quan trọng phải là con chim hay, tố chất. Thì các bác có cho ăn cắm gà nó cũng chơi. Không thật các bác ấy, rồi cắm gà nó cũng chơi, đừng nói. Chẳng qua chết rồi gì. Chế độ để con chim nó bền bỉ, chơi được tốt, thời gian được bền, được lâu. Đấy. Còn các bác không chăm tốt, không chăm đúng thì nó cũng chơi, nhưng mà nó chơi không đạt. Ví dụ như một con chim hay, một con chim bản lĩnh, một con chim nó lực lượng, bác chăm tốt thì nó ăn chung kết. Còn bác không chăm tốt thì có thể là nó gần tốt hay là nó vào tốt thì nó không đủ được để chơi thì được. Thì đấy. Chứ còn các bác có một con chim dở mà các bác có cho ăn gan hùm thì nó cũng chẳng đấu được. Đó thì em nên chia sẻ thật tình. Chim mình đem xuống cứ bám nan lồng ngủ không trị được. Và móng chân nó hơi dài và dài là bổi được 3 tháng thì bà làm sao anh dạy những con mà ngủ dơi ấy. Theo nguyên tắc là để những con ngủ dơi, bác ca ca Vũ nhé. Thứ nhất là con chim đó là thuộc dạng chim ngủ dơi. Thứ hai đó là con chim đặc biệt là đó là già rừng. Đó là em khẳng định luôn, đó là biểu hiện của một con chim rất là già rừng. Bác ca ca Vũ nhé. Những con chim này thì tốt nhất bác không nên chùm lồng nó. Thấy chưa? Không nên chùm lồng nó. Đặc biệt là khi con chim chập choạng đi ngủ bác vẫn không chùm lồng. Bác nhé. Bác chịu khó xíu, bác tập cho nó khoảng chừng 1 tuần. Tối đa là khoảng 2 tuần. Bác ca ca Vũ nhá, chịu khó. Tức là khi con chim nó đi ngủ rồi thì bác soi pin. Bác lấy cái đèn pin ấy hoặc là cái đèn láp điện thoại cũng được. Bác đụng một cái lồng để cho nó nhảy, để cho nó đứng xuống cầu. Sau đó bác tắt pin hoặc tắt đèn láp đột ngột. Để một vài ba lần nó đứng cho nó quen cầu vào ban đêm. Bác ca ca Vũ nhá, cái này bác hơi chịu khó một xíu, nó cũng không có gì là vất vả đâu. Nhưng mà có cái là hơi tốn thời gian nó xí là nó quen. Bác ca ca Vũ nhá. Mọc mới thay mùa lông đầu, cầm lồng nhảy như ma. Treo dàn dợt, chơi từ đầu đến cuối 2 giờ, có nên cho đi thi không thầy? Cái này thì đi thi cũng được, mà không đi thi cũng được. Thế nhưng mà khi mà em đi thi á, thì nó sẽ có cái nhược điểm thế này này. Khi đi thi thì nó bao giờ nó cũng đông người. Thứ nhất, thứ hai là bắt buộc tổng tài người ta sẽ phải dời chim. Mà dời chim được con chim nó sẽ bị trao. Thế cho nên là trong điều kiện mà con chim nó chịu được dàn và nó bớt trao, trong trường hợp nó ít bị dời á, thì cũng có thể nó chơi được. Nhưng mà trong trường hợp mà người chim người nhiều mà con chim bản chất nó đang còn trao thì nó rất là khó đi sâu được. Đặc biệt là khi vào top 20 lão Hạc nhé. Top 20 thì nó ít chim lại và ra 2 dàn thì người đông mà nó sẽ bị trao. Đặc biệt là tiếng loa đài MC họ nói nữa, nó sẽ bị trao nhiều.
cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cái vấn đề này nó không quan trọng, nếu như giải nhỏ vài 300.000 thì cũng có thể để cho nó va chạm cũng được, không sao cả, coi như mình giật cà phê với cái trình độ cao nhé. Hiếu mô tô chim bụi rừng non, lúc chơi lúc không, có gột đi thi được không bác, hay chỉ cà phê thôi? Dạ cái này thì nó không có chính xác 100% bác Hiếu mô tô nhé. Cũng có con chim non lên nó rất là hay, nhưng mà cũng có con không hay. Thế nhưng mà để mà nói chim hay, những con chim non thì nó rất là ít và nó không có độ định cao. Đặc biệt những con chim này thì những con chim mà tố chất mà chơi được ấy, thì khi nó chơi thì nó chơi kinh khủng lắm, nhưng mà khi nó không chơi thì nó rất là xấu, bộ hình rất là kém. Đấy, cho nên là đặc biệt là những con chim này thì nếu như ở phong độ cao thì bác nên đào thải sớm, tức là mình phải lợi dụng khi con chim nó đạt phong độ và nó chịu đấu. Tại vì những con này nó chỉ được 1-2 mùa thôi bác Hiếu mô tô nhé, nó vẫn là con chim hay nhưng mà nó chỉ tầm 1-2 mùa thì nó sẽ bắt đầu nó xuống dần, cho nên là những con này bác không nên giữ về lâu dài. Đó là em khuyên thật bác, mình đã cho con chim là mình phải linh động mà mình phải lấy ngắn nuôi dài, đặc biệt là phải tùy những con chim để mình giữ, chứ không phải là con nào cũng hay mình giữ cả. Tất nhiên nó hay nhưng mà nó chỉ tùy từng con, nó có giai đoạn bác Hiếu mô tô nhé. Chỉ em cách cho nó leo biên với nó mới bổi làm sao đã. Dạ, những con bổi leo biên ấy, thứ nhất là bác kẹp bên chim bổi chơi trước. Đấy, bác cứ kẹp bên chim bổi chơi trước. Nếu như bên chim bổi mà nó chơi ok được thì bác đem vào dàn chính, nhưng bác cứ để biên. Và nếu như mà thường thường những con chim thuần ấy, nó thấy bổi nó sẽ đè. Thì nếu như con chim của bác mà bác nhìn thấy con chim của bác mà nó có biểu hiện nó nới nước, tức là nó có vẻ chậm dần ấy, thì bác đưa ra ngoài và không nên để lâu. Bác Hương Hoàng nhá, đây là một cách leo biên cho con chim mà tập dần để cho nó quen với cái thái độ, đặc biệt là nó quen với cái độ lì. Bác Hương Hoàng nhá. Mình chơi chim mình đừng có tự ái, mình đừng bao giờ sợ. Chim mình yếu thì hay là chưa đặt lửa thì mình cứ đem ra, không có gì phải ngại, không có gì phải tự ái cả. Đà Văn Quyền, thầy nghĩ sao về vấn đề tổng tài dìu chim ở các giải thi tuần ạ? Cái vấn đề nghĩ này thì có rất nhiều cách nghĩ, bác Đà Văn Quyền, nó có rất nhiều cách nghĩ. Thông thường là nó ở cái nhược điểm thế này này, tức là những anh em nghệ nhân, tức là thông thường là quen biết với trọng tài, sau đó nhưng mà thông thường có biết là những anh gọi là hay buôn bán chim, những anh em hay buôn bán chim ấy, tức là người ta hay quen thân với trọng tài, đi ăn đi nhậu rồi dìu dắt chim vào giải này, có chứ không phải không có đâu. Sau đó rồi khi chim vào giải thì bán chim cũng là lấy tiền đó rồi lại mời trọng tài đi nhậu, cái đó bình thường bác ạ, cái gặp em gặp nhiều lắm. Nhưng mà cá nhân em thì em đánh giá cái này là nó trong cái cuộc thi nó trở lên nó cục bộ quá và tội cho những người anh em chơi tự do. Nguyễn Ngọc Sang, xin kinh nghiệm của bác thay chú chim bị bó lông bằng cám nam do chủ cũ cho ăn cám hiển nóng quá. Không, cái vấn đề mà nó bị bó lông á là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Bác Nguyễn Ngọc Sang nhé. Cái thứ nhất đó là cái chế độ của họ nuôi lông nó không phù hợp. Con chim nó cũng bị đứng lông cũng có, nhưng mà cái em nghĩ là cái vấn đề cám á, thì cũng có phần ảnh hưởng, cũng có phần ảnh hưởng. Thế nhưng mà để mà nói vấn đề mà con chim nó bị bó lông á, thì em nghĩ là cái vấn đề cái thành phần họ cho con chim ăn nó nhiều hơn so với thành phần cám, bác nhé, so với thành phần cám. Thế cho nên là những con chim này thì khi con chim nó bắt đầu đổ lông dọc, đặc biệt là bác để ý khi con chim nó tắm vào mùa thay lông ấy, mà nó bắt đầu đổ lông dọc hoặc bắt đầu lông cánh một vài cái, thì bác lên càng ủ càng nhiều càng tốt. Thứ hai là không nên cho ăn chuối chín, không nên cho ăn chuối, tốt nhất cứ đủ thanh long và cà chua. Bên cạnh đó nếu bác cho ăn bắp khía thì càng tốt, bác Nguyễn Hồ Sang nhé. Nhưng mà càng ủ lâu càng tốt, và đặc biệt những chú chim này bác không nên tắm nó nhiều. Bác Nguyễn Hồ Sang không nên tắm nó nhiều. Giờ có nhiều ông bảo là ép cho con chim nó rớt lông, em đố các bác ép cho con chim rớt lông này. Em nói thật, ông nào tài giỏi ép cho con chim rớt lông đi, em gọi bằng cụ. Chứ mấy bác đừng có nghe mấy ông bảo là ép cho con chim thay lông, ép đằng dời. Con chim nó không đổ lông, ông đố các bác ép ấy. Cái quan trọng là nó đổ nhiều hay đổ ít thôi. Các chế độ các bác chăm nó phù hợp, nó đổ ra thời gian lâu hay là thời gian ngắn thì có. Chứ các bác cứ nghĩ là mấy ông chỉ bảo trên livestream nói vớ nói vẩn, bỏ ép cho con chim, thích ép lúc nào đổ lúc nào là ép. Về đây em đưa chim cho em cho ép này, em đố lúc nào đấy, chim em này em đưa cho ép.
Vâng, con chim mà nó đã bị bó lông rồi thì các bác phải nuôi đúng chế độ. Đấy, nó sẽ rớt nhưng mà nó rớt từ từ là có. Rồi cũng có những con chim mà nó bị bó lông từ chủ cũ. Đấy, nó bị tổn thương, tức là cái chế độ họ chăm nó không đúng. Và con chim đặc biệt là ăn đồ nóng nhiều, con chim nó bị bó lông. Nhưng mà không may về các bác ấy, các bác chăm lại chế độ nó phù hợp với con chim đấy và cho ăn một chế độ phù hợp mà nó xả được bó lông thì nó đổ rất là kinh khủng, nó đổ nhiều lắm. Đấy. Chứ còn các bác bảo là con chim đang lông bình thường mà không thích bộ lông đấy, được ép để nó thay bộ lông mới, ép đằng giờ. Chim em đây các bác thứ mà ép. Ông nào ép chim em đổ lông được, em gọi cùi, em gọi một cụ. Chắc đừng có bảo là mấy ông trên live stream, trên Facebook thì bảo là thích ép đổ lông giờ nào mà ép đằng giờ. Gớm, nó phép. Ép được thì đã không phải đợi mấy bộ lông rồi nhỉ? Vâng, đúng rồi đó bác. Có những người ta là nuôi chim còn đá cả ô tô cơ mà nhiều con chim người ta phải bó phép những bộ lông, đừng có nói giỡn giỡn. Đâu phải con chim nào các bác cứ nói giống như kiểu là sửa một cái ô tô hay sửa cái xe máy ưng là bốc ra thay luôn. Làm gì có chuyện đấy. Nếu mà làm được như thế thì con người không phải bị mắc bệnh ung thư, không phải là bệnh nan y, đúng không ạ? Đừng có nói thế. Nhiều ông toàn có nói vớ nói vẩn để buôn bán không. Trương Quang Phạm cho em hỏi cách khắc phục chim gãi rỉa khi lên sào. Chào bác Nguyễn Nguyễn. Những con chim mà trong quá trình chiến đấu mà nó hay xỉa ngang ấy thì các bác nên dùng nước tắm cho nó. Bây giờ nó có nước tắm Nhất Hoàng mà bản thân em đang sử dụng này, nó rất là tốt. Bác Trương Quang Phạm nhé. Đấy, nhưng còn những con mà đấu mà không có tố chất, không có lửa với lại thua nước để xỉa thì chịu. Bác ạ, còn những con chim mà nó đang đấu mà nó xỉa ngang ấy, một vài cái thì bác có thể dùng nước tắm, nước Nhất Hoàng hỗ trợ cho nó bác nhé. Dạ đúng rồi, bác Phạm Hoàng Sang, tỷ lệ chim mồ mà đấu được chim già này rất là ít. Tại vì những con chim này thì nó đại đa số là nó đấu solo. Nó đấu solo. Nhưng mà những con mồi thì không phải con mồi nào cũng giống con mồi nào đâu. Nó rất là không có con mồi nào giống con mồi nào cả. Tại vì bác có hiểu này, những con chim mà mồi nó có rất nhiều kiểu dạng mồi. Có những anh em cầm những con mồi mà bẫy những con chim xung quanh nhà, những con chim sống ấy, thì cũng là con mồi. Rồi những con chim mà mồi kinh tế, tức là những con chim mà nó đi rừng để đánh, nhưng mà đánh thương xuyên được chim, nó lại là vấn đề khác. Rồi cũng có những con mồi mà nó đánh rất ít chim, nhưng mà được chim là toàn chim hay, cũng có. Cho nên là nó rất nhiều dạng mồi lắm. Nhưng mà những con chim mồi mà các bác bẫy quanh nhà nó cũng là con chim mồi, nhưng mà chưa chắc đi rừng đã bẫy được đâu. Tại vì những con chim đi rừng nó khác với chim mồi ở nhà bác ạ. Các bác đừng có nghĩ là giống nhau nhé. Em các bác không tin em các bác cứ hỏi mấy các bác lục thủ ấy, các bác nói cho các bác nghe. Chứ còn đôi khi em là một nghệ nhân, em nói thì các bác còn mơ hồ, các bác còn nghi ngờ, chứ các bác cứ hỏi các lục thủ. Không phải là con chim nào mồi ở quanh nhà các bác chim sống được là đi rừng đi mồi đâu, không phải đâu các bác ạ. Đấy, đó rồi còn chưa kể những con mồi nó ổn định, có những con mồi đánh buổi sáng, buổi chiều không đánh được. Đấy, không phải đâu. Nó phải tùy những con trường hợp con mồi, chứ không phải các bác cứ bảo là con chim mà tập mãi bỏ vào lồng nó đưa ra mồi là mồi được chim, nó không có đâu. Nguyễn Thông, trong ngần ấy năm chơi, anh có nhiều gì tâm huyết vui buồn có thể chia sẻ cho anh em không? Vâng, vâng Nguyễn Thông, cái vui á, cái vui là em chia sẻ đây này, vui thì có nhiều niềm vui, tức là thời đại bây giờ thì anh em chăm chim càng ngày càng rất là tốt, chế độ tốt, cám tốt, lồng đẹp, đúng không ạ? Đây là một điều tốt và đẩy cái phong trào chăm mào ngày càng lớn mạnh, đây là vui. Đấy, tiếp theo nữa đây là những cái giải đấu trường được ra đời. Ngoài giải mở rộng, ngoài giải giao lưu thì những cái giải đấu trường được ra đời để cho một số những chú chim quy tụ lại, những chú chim hay và đánh những cái vé giá cao để gọi là tăng thêm độ hấp dẫn. Đấy, tiếp theo nữa đó là cái niềm vui là gì, tức là cũng từ con chim mà anh em Bắc Trung Nam ba miền đều biết đến nhau, đó là một cái sợi dây liên kết rất chặt chẽ. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số anh em cả trong cái sự mà công cuộc tìm kiếm đam mê nó đang còn dang dở, tức là cái công cuộc chơi nó chưa được trọn vẹn. Đấy, đây thì mình nói tới đó là về đức tính của một người nghệ nhân. Đấy, tức là bất biết đó là người đó là nhiều tiền hay là ít tiền, thấy chưa, bất biết người đó là cầm con chim như thế nào, nhưng đẳng cấp của người chơi nó thể hiện ở cái đức tính, ở cái bản chất của con người, đó mới là thể hiện sự đẳng cấp. Chứ còn nhiều tiền hay là ít tiền hay là chim hay không hay, cái điều đó không quan trọng. Và cá nhân em không đánh giá đấy là một đẳng cấp. Đẳng cấp đó là cách chơi của một con người. Đấy mới là đẳng cấp. Và thì cái buồn ở đây là gì? Cái buồn ở đây tức là
cũng còn nhiều cái mà anh em đang còn khúc mắc. Đấy, tức là cũng từ con chim mà anh em biết đến nhau, nhưng ngược lại cũng vì con chim mà anh em lại mất tình cảm. Đó là những cái người con người thông thường, đó là lợi dụng trên đam mê mà mình đã từng biết rất là nhiều người. Đấy, đó là nỗi buồn. Thế cho nên là xã hội mà mình cũng không biết là nào được. Thì gặp ai thì gửi chịu thôi, chứ biết làm sao được, đúng không? Xã hội mà. Mà trong cái công cuộc, trong cái cuộc chơi thì cái gì cũng thế, nó sẽ có hai mặt, một mặt xấu và mặt tốt, đó là như thế. Chứ còn để mà nói ra thì nó có rất là nhiều cái để mà mình cần nói tới, nhưng mà thôi, nói sơ sơ như vậy thôi là được rồi. Đấy, thế nhưng mà nói thật với anh em, trong cái giới mà chơi chim cảnh trò mào, mình nói thật với anh em, trong cái giới mà chim cảnh trò mào, đây là một những con người nghệ nhân rất là tinh hoa, rất là tinh hoa. Không kể nói về tinh hoa mà phải nói về cả về tinh túy của một con người, rất là tinh túy. Mới thật với anh em, rất là tinh túy. Nhưng trong cái tinh túy đó thì nó thể hiện tất cả những cái đức tính và bản chất của một con người chơi. Khi mà anh em cầm con chim chơi, đó là mới thật. Trong cái tinh túy đấy thì nó thể hiện được tất cả những đức tính của một con người. Khi mà anh em cầm con chim chơi, đi thi, đi cà phê cũng vậy, nó sẽ thể hiện là đức tính của con người ngay. Con người nào sân si, con người nào hơn thua, con người nào mà giả tạo thì nó thể hiện ngay tức khắc ngay khi các anh cầm con chim bên chơi. Mới thật. Đấy, cho nên là cái sự tinh túy và tinh hoa nó sẽ thể hiện ngay ở với con người chơi khi các anh cầm con chim. Đấy, chứ còn đôi khi các bác không cầm con chim con cò chơi thì các đôi cũng chả biết được, không biết được đâu. Nhưng mà khi cầm con chim chơi là nó thể hiện ngay. Những anh em nào chơi cay cú, những em nào chơi sân si này kia là nó thể hiện ngay. Không có gì phải giấu giếm được. Ok, bảo ca nhá, cảm ơn bác Phan Quyền nhá.